anh em ơi. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Nhật Khải lần nữa anh em ơi. Thì sau khi đổi được môn khoảng được 2 ngày thì ngày hôm nay Khải lên được có 10 ống kia, anh em xem xét đồ. Trong ngày này đánh khá là đuối luôn, đánh giao tranh hợp đồng thì thực sự là với được môn Khải thì cũng khó một cái được mà. Điều lẽ thì cũng ok anh em, điều lẽ này cũng ok. Ngày hôm nay thì được top 10, 58 cả điểm, sớm tới được top 11. Hãy cho anh em xem nha, hiện tại ngày hôm nay Khải được 185 mạng, giết 13 nửa sợ chấp 38 lần. Chúng mình chỉ là tự do hội khá tương đối, liên chạm được 18, hôm nay liên chạm ít. Hôm trước liên chạm 20, 38, 20, 30, 36 liên tục mà không được tốt. Hôm nay liên chạm có 10 mấy đồ hoàn tốt, hôm nay khá là mềm. Ok, anh em xem chế độ. Rồi thì Khải đang mang số lượng tốt này. Nói chung thì cả trải nghiệm đường môn vài hôm như thế nào đó thì có thể là Khải sẽ về con long đao đấy. Con long đao thì đánh nó vẫn khác hơn con đường môn nhiều. Đường môn chỉ đi hướng biết lẽ thôi, còn đi giao tranh hội đồng thì chỉ đánh vào đao là thiếu yên hoặc là con long thì mới ok. Thì nói chung Khải đổi đường môn trải nghiệm chơi em. Đó, hôm nay thì Khải được top 10 và set đang sử dụng một set hiệp cốt mắt ọp 50, cánh tất cảnh 5 nha nè. Và một nón thủ lý 25-40, phòng thủ làm chậm thông pháp. Một con đai lưng 23-40, thủ làm chậm. Một đôi giày 24-40, thủ lý làm chậm thân pháp. Đôi tây 25-40, sẵn cưới 20. Một bên nỏ 30-45. Đó, thì này đường môn em với full tím em ơi. 1, 2, 3, 4, 5 phương tiến. Có một cái nhẫn xanh khá đẹp 25-40 luôn nha, sẵn khí và phục hồi sức lực 5 điểm. Rồi, nói chung thì set đồ Khải khá bình thường, mà tầm này thì set đồ này thì Khải dự trị tầm 10 triệu quay đầu nè mà. Cũng nhiều nữa nè. Xét điểm cốt này hiện tại thì xe cũng tầm hơn gần 2 triệu thôi. Gần 2 triệu xét điểm cốt thôi. Chiều hơn gần 2 triệu thôi. Nói chung là khá là rẻ rồi. Tầm này rẻ rồi. Nhưng món đồ tím như này khoảng tầm 1,5 triệu. 1,5 triệu quay đầu nè. Khoảng tầm 20 kim. S thì khoảng 15 cho đến 18 kim rồi đó. Tùy theo món. Rồi, nói chung thì anh em theo dõi video đừng quên đỡ lại cho Khải like chia sẻ ủng hộ cho anh em. Xét đồ này hiện tại Khải đang có là 80 chón nha mọi người. 25-40 từ nhẫn này và 25-40 từ bao tây này. Đó, anh em thấy cái nhẫn ok không? 20 sinh khí luôn nè, mắt ở hoàn toàn quá đẹp luôn. Nhẫn mà như một món tím luôn nè. Chung là mua được cái nhẫn này cũng khá ok nè. Đó, như một món tím luôn. Rồi 80 chón và 120 chậm nha. Đó, 25-45. Mục tiêu này thì khoảng 2 triệu thôi nè. Này đấy. Đầu server vừa còn 6 triệu, 7 triệu là này 2-3 triệu con có con chạy. Rồi. Đó, anh em theo dõi video đừng quên ủng hộ cho Khải một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Đó, ngày này hôm nay thì sau khi đổi đường môn thì đường dạy em với Khải đang có là 24 kỹ năng 90 cho nên làm vũ lên hoa. Ok chưa? Hiện tại Khải đang có là 3 kỹ năng vũ có và kèm với một cái tiệc thực thớ skill chính ít đó. Tiệc thớ skill chính ít là cánh vào bảo vũ thì lên một cốc nữa là thành 24. Rồi, lực tay thì Khải 8-7 thôi. Có thú lâm vào đây, lực tay 9k nữa. Đó, ok.